sẽ xem phần đề 1, phần Excel. Rồi trong đề này người ta yêu cầu là gì? Mỗi công thức lập được 0,5 điểm dựa vào 3 ký tự đầu của ô 4, A4 nè, A4, 3 ký tự đầu để đặt tên mặt hàng. Cái này dễ không? Dùng cái hàm gì đây? Và trong này thì người ta đã làm sẵn cái sụt cho các bạn rồi, chỉ có việc làm thôi. Và chú ý là trong phần ôn tập của thầy, cái phần mà Word và Excel này thầy cho lên các bạn đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái sụt mà gõ luôn, không cần gõ ở đây nè. Ví dụ như Word có luôn nè. Như vậy thì các bạn làm cho nó nhanh, nhưng cái việc gõ 10 ngón bắt buộc các bạn phải tự ôn lấy. Tên mặt hàng dựa vào 3 ký tự đầu tiên. 3 ký tự đầu tiên dùng hàm gì? Trước tiên là mình lấy 3 ký tự đầu tiên là gì? Lép của A4, 7, 7, 3. Phẩy hay là chấm phẩy là tùy thuộc vào máy nha. Như vậy mình lấy cái giá trị này nè, mình đi tìm trong cái bảng này, tìm trong cái bảng này. Nếu như nó là HDD thì trả về cái gì? HDD. Còn nếu mà MON là monitor. Đấy, như vậy thì tùy và mình sẽ tìm, tức là lấy nguyên cả cái cộng này. Ở bên này là HDD S3, còn cái chỗ này chỉ có chữ HDD thôi, thì mình lấy cái chữ LED này, Ctrl X. Bây giờ mình dùng dò tìm là VLOOKUP. Giá trị dò tìm là cái mà chúng ta mới cắt lúc nãy. Vùng dò tìm là vùng nào? Là vùng này, F4 lại. Nếu như tìm thấy chữ HDD thì trả về cột máy, cột 2 trong bảng, và kiểu dò tìm là con HDD. Copy công thức xuống. Nước sản xuất bên này đây tương tự như vậy. Nước sản xuất là ký tự nào? S này là ký tự thứ mấy? Như vậy mình dùng hàm gì để lấy được chữ S đây? À, hàm mid bằng VLOOKUP của giá trị là mid, lấy chữ S thôi. Mid của cái này bắt đầu từ ký tự thứ mấy? Thứ 5. Lấy mấy ký tự? Một ký tự là lấy được chữ S. Rồi như vậy là mình mới lấy được chữ S thôi. Lấy chữ S đấy, mình đi so sánh với ai? Tên nước, F4 lại. Nếu tìm thấy chữ S rồi thì trả về cột thứ 2. Giá trị dò tìm là không, và mình đã lấy được Singapore. Số lượng này đâu ra? Số lượng, các bạn xem cột số lượng người ta nói gì. Nước sản xuất rồi nè. Ô A4 để có đâu? Nhưng mà ý người ta nói đơn giá là cái gì để mình biết được mình làm công thức. Số 5.
vào ô C4. C4 là ô nào? C4 là nước sản xuất. Rồi D4, cái nào nói D4 đâu? Vào, dựa vào ký tự cuối của ô A4 để dò đơn giá mặt hàng. Ký tự cuối để dò đơn giá mặt hàng. Ok, ký tự cuối nè, 2, 3, 2, 5 nè, đơn giá là 1, 2, 3, 4, 5 nè, thấy chưa? Rồi dựa vào ký tự cuối để dò đơn giá mặt hàng. À, số lượng nữa, số lượng này đâu ra? Số lượng cho đâu? Số lượng là 525, đề có sẵn, gõ vô 525, chỉ có đơn giá thôi. VLOOKUP, mở ngoặc, lấy ký tự cuối cùng. Right, của cái mã mặt hàng có cần một không? Lấy một ký tự thì chúng ta không cần. Dò trong bảng F4 phải trả về một hai kiểu dò không, sao không tìm thấy lý do hả? Mình dò đúng rồi, công thức hoàn toàn đúng, trả về cột 2. Nhưng tại sao trả về NA? NA là gì? NA là gì? Viết tắt của Not Available là giá trị không sẵn sàng. Cũng không phải luôn. Đổi kiểu dò tìm số 1 cũng không phải luôn, không ra. Lý do gì mà nó không tìm thấy? Như vậy các bạn thấy là ở cái đơn giá đó thì cái phía sau là cái loại đó, loại 1, loại 2, loại 3 đó, thì nó có cái giá trị không? Cái hàm right này nè, trả về kiểu gì? Kiểu chuỗi. Còn ở dưới này nó là kiểu gì? Thì nó đấu bằng nhau. 1 là các bạn biến kiểu số ở phía dưới thành kiểu chuỗi để cho ở trên nó sẽ hiểu. Đây, ví dụ nha. Ví dụ như ở đây mà số mà chúng ta muốn biến thành chuỗi thì chúng ta làm gì? Thêm dấu nháy phía trước. F2 thêm dấu nháy phía trước. Thấy chưa? Đó là một cách. Một cách khác mà người ta thường làm hơn và nó đúng hơn là chúng ta biến cái chuỗi này nè thành số. Chúng ta dùng hàm value. Chúng ta biến cái chuỗi này thành số. Tức là sau khi hàm right trả về kết quả là ký tự 3 thì chúng ta dùng hàm value để chúng ta biến nó thành số. Enter. Và chúng ta kéo công thức xuống. Được chưa? Biến cái chuỗi thành số. Hàm thuế. Thuế là bằng thuế bằng số lượng nhân đơn giá nhân cho 1%. Bằng số lượng nhân đơn giá nhân 1%. Thành tiền. Thành tiền là bằng số lượng đơn giá cộng thuế cộng với nhân với tỷ giá. Thành tiền bằng số lượng
nhân đơn giá cộng với thuế, rồi làm gì nữa? Tất cả cái này nhân với tỷ giá ép mấy ép buồn. Như vậy chúng ta đã có được cái nội dung của bài làm. Dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ đúng không? Rồi, hy vọng là làm tốt.